Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu nhá. Mình là Trần Huỳnh. Hôm nay thì mình đang cùng với anh em trong hội chơi xe các bạn ạ. Đi gọi là lượn phố ngắm cảnh, chụp ảnh nhá. Đây anh em. Ai xem livestream mình chia sẻ nhá các bạn. Hôm nay Lai Châu trời tuyệt đẹp luôn. Trời nắng vàng nhẹ nhẹ. Bạn thấy những con xe này cổ chưa? Toàn xe cổ đấy. Đây. Ê, dàn siêu xe. Mấy con này con nào cao tuổi nhất anh? Con vàng này 1944. Đây gọi là có những con xe từ năm 1944 luôn. Con đỏ là 1960. Con này là 1960. Đấy con đây đẹp. Hai máy đẹp. Họ đi sướng nhé. Quê con là bao nhiêu? 66 nhỉ? Con đây sướng này. Thế bằng toàn tuổi chú tuổi ông thôi. 66 luôn. Con đây sướng này. Còn những con này là 80. Đây sim son này. Màu con này đẹp, 88. Đây là con 67. Đây các bạn. Anh em này. Mấy anh em ở trên mình có ai đam mê không? Nếu mà đam mê thì liên hệ thôi, mình cũng giao lưu nha. Đấy. Này đẹp rồi. Bạn đây. Ôi, đấy bạn thấy chưa? Toàn dàn siêu xe luôn. Đấy, ở đây có máy bay rồi. Ai đang có ăn chơi? Cái máy bay mà anh chơi mà. Anh hay lại chỗ giải phun nước đi. Phải chụp ảnh luôn. Có mẫu mà, có em nhìn thấy một tay anh em quen rồi có chụp máy ảnh đấy. Có một tay có mấy anh chơi đấy đang chụp ảnh mà cơ thứ. Thôi bây giờ đi đi. Bây giờ mình dẫn mọi người xuống chỗ cái đài phun nước kia mọi người nhá. Để cho mọi người xem này. Rồi bạn đi đi xem. Đi chụp ảnh chỗ này nó bị quáng. Ra đài phun nước. Ra đài phun nước cho nó. Đây các bạn. Đây. Đây. Anh Vũ các bạn. Đây. Xem nổ, xem. Đi rồi. Ồ, oh, anh em thấy hay không? Chưa chắn đấy. Giờ xe đi nhìn đẹp, nhìn nó thanh. Cảnh Lai Châu hôm nay đấy các bạn, hôm nay Lai Châu tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn mây trời chưa? Hôm nay cực kỳ mát rời luôn. Một buổi sáng đẹp rời. Đây là bên này, đấy. Mọi thứ đều cứ yên bình vậy vậy các bạn ạ. Thank you.
Đó, nhìn bây giờ không ngược sáng luôn, nét căng. Chỗ này không ngược sáng anh đây. View kia. Đấy, xem chưa? Đi làm có vẻ vất vả lắm. Em lên xem, lên luôn. Đây chụp ảnh. Đây là con cụ. À quên, đây là con cụ. Đây là con xe cụ. Đây là con cụ. À nhá. Đấy. Đây anh Thanh. Anh không có mang máy đi chụp không? Đấy. Đây ông chủ xe này các bạn ạ. À đây giới thiệu các bạn nghe luôn. Đây. Vài hơi. Đấy. Đấy đấy, ở xa xa cùng máy bay kìa. Đấy, đấy các bạn xem máy bay chưa? Ở đây trông nó cứ bình yên thế thôi. Đấy. Đã bỏ ra xem anh bay tí mà anh hạ cánh rồi à? Đây, trò chơi mới. Mua cho cái cho con chơi đấy. Cái này đắt tiền hết đấy. Cái bay được lâu không anh? Robin đúng không anh? Cho hồi, cho nguội thật. Đấy, xem. Đấy, thấy chưa? Đấy. Anh Thanh à, bây giờ cho check in mỗi người 10.000 nó phát. Đấy các bạn ơi. Nghe này chưa? Nhìn xịn luôn. Đó. Nếu như các bạn có thời gian thì các bạn có thể ra đây nhá, check in luôn, xịn luôn rồi. Đâu đằng cu, đằng cu đâu? Đó đằng nhà. Ra đâu? Ra tôi quá, quá cửa rồi. Từng bà đi xuống nhà. Này như kiểu túi đựng thư. Thì nếu bạn thấy video hay, bạn có thể like, chia sẻ giúp mình các bạn nhá. Nó như kiểu là nhìn nó có một cái sức gì lôi cuốn. Cuốn gì? À, nhìn nó có sức lôi cuốn. Đấy. Xem chưa? Đây, cà phê và anh làm cà phê nào. Đây. Đây show tuyệt vời, tuyệt đẹp. Cái đi rồi cái về.
chứ, ra tay